Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2021, được phát trên kênh ZQYS. Dù có những bất lợi, tình hình sản xuất chăn nuôi của Lâm Đồng vẫn được đẩy mạnh, trong đó chất lượng giống được nâng cao với tỷ lệ thuần đạt trên 90%, heo giống ngoại, giống lai đạt trên 90%. Để duy trì ổn định sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng và các địa phương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực chăn nuôi, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến luật chăn nuôi và các văn bản khác có liên quan đến người chăn nuôi. Địa phương cũng tập trung phát triển chăn nuôi theo quy hoạch, kế hoạch, tăng tỷ lệ chăn nuôi quy mô trang trại, có lộ trình để di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Hiện nay, bệnh dịch tả heo châu Phi chưa hề có dấu hiệu chấm dứt, vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Cùng với đó, tốc độ tái đàn của một số huyện trong thời gian qua khá nhanh, không đảm bảo an toàn sinh học, mầm bệnh lây lan trên diện rộng nên hiện giờ dịch rất khó kiểm soát. Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng cho hay, trong tháng 9, dịch tả heo châu Phi tiếp tục phát sinh thêm 13 ổ dịch mới. Tổng số heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi và buộc tiêu hủy là 2.601 con các loại, trong đó có 466 con heo nái và 2.135 heo thịt với trọng lượng 137.554 kg. So với tháng trước, số heo mắc bệnh và buộc tiêu hủy tăng 441 con, với trọng lượng tiêu hủy tăng 23.840 kg. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2021, dịch tả heo châu Phi đã làm mắc và buộc tiêu hủy 7.985 con heo các loại của 1.542 hộ chăn nuôi thuộc 353 thôn xóm, 101 xã phường, 10 huyện thị trấn tại Cao Bằng, với tổng trọng lượng tiêu hủy là 405.809 kg. Hiện nay, trên toàn tỉnh Cao Bằng có 58 trên 110 xã phường thị trấn đã qua 21 ngày, không có ca bệnh mới phát sinh, còn 52 xã thị trấn chưa qua 21 ngày. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, giá heo hơi tiếp tục giảm và tính đến thời điểm hiện tại, giá bình quân đang dao động từ 40.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg, tùy từng vùng. Đặc biệt, có một số địa phương do giãn cách xã hội nên giá dưới 40.000 đồng 1 kg. Heo thịt quá lứa đang ứ đọng khoảng 30%. Như vậy, với mức giá heo hơi trên thị trường hiện nay, người chăn nuôi cũng không còn thu được lợi nhuận như các tháng đầu năm 2021. So với giá bình quân năm 2020, mức giá hiện tại đã giảm mạnh từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng 1 kg. Trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội phát sinh các ổ bệnh dịch tả heo châu Phi tại 6 xã: Tản Hồng, Chu Minh, Tiên Phong, Đông Quang, Châu Sơn, Vạn Thắng. Với quy mô tổng đàn 294.000 con heo, tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư cao, khoảng 65%, chưa bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh. Nên việc kiểm soát khống chế dịch bệnh trên địa bàn huyện Ba Vì gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thời tiết đang chuyển mùa là điều kiện thuận lợi dịch bệnh phát sinh lây lan. Huyện Ba Vì nhận định, trong những ngày tới, nếu không thực hiện đầy đủ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan rất lớn. Phát hiện dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại trên địa bàn, ngành chức năng huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đã khẩn trương tiêu hủy heo bệnh, tập trung khoanh vùng khống chế dịch. Theo thông tin từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng, Vật nuôi huyện Vũ Quang, ngày 23 tháng 9, một con heo nái có trọng lượng 50 kg của hộ ông Nguyễn Quang Trung, tổ dân phố 6, thị trấn Vũ Quang, xuất hiện triệu chứng sốt, bỏ ăn và chết rất nhanh. Ngay sau đó, trung tâm đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy heo tại hộ ông Trung dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Tại huyện Mai Châu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mai Châu tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong mùa đông. Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cùng 70 nông dân tiêu biểu trong chăn nuôi. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan chuyên môn cùng các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và chia sẻ làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đồng thời trang bị kỹ thuật phòng chống dịch bệnh và một số giải pháp phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm mùa đông, ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi. Tọa đàm giúp bà con huyện Mai Châu nói riêng và nông dân trong tỉnh làm tốt công tác phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong mùa đông. Qua đó, góp phần chuẩn bị nguồn thực phẩm dồi dào với chất lượng tốt để phục vụ Tết Nguyên đán năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19. Nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Nếu như các hộ chăn nuôi muốn giá heo hơi được tăng mạnh tiếp tục vào những ngày tới, thì tất cả người dân Việt Nam nói chung, đầu tiên là chung tay chống dịch COVID-19 và người chăn nuôi phải tự giác,
tăng cường giữ vệ sinh chuồng trại, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, đẩy mạnh công tác phòng dịch tả heo châu Phi trên địa bàn và thực hiện các giải pháp dập dịch quyết liệt hơn trong thời gian tới. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá heo hơi ngày hôm nay giảm sâu từ 1.000 đồng 1 kg cho đến 6.000 đồng 1 kg, rải rác trên khắp cả nước. Đối với giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 35.000 đồng 1 ký cho đến 40.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 35.000 đồng 1 kg, ghi nhận tăng mạnh 6.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Yên Bái và Lào Cai cùng giao dịch ở mức 35.000 đồng 1 kg, đồng loạt ghi nhận giảm 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Hưng Yên bán với giá 39.000 đồng 1 kg, tiếp tục giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Nam Định neo tại mức 38.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Thái Nguyên giao dịch ở mức 39.000 đồng 1 kg, tiếp tục giảm 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Phú Thọ giữ mức giá 35.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Thái Bình và Hà Nam cùng ghi nhận ở mức 38.000 đồng 1 kg, đồng loạt ghi nhận giảm 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Vĩnh Phúc và Hà Nội cùng bán với giá 39.000 đồng 1 kg, cùng ghi nhận giảm 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Ninh Bình giữ mức giá 40.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 4.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Tuyên Quang ghi nhận ở mức 39.000 đồng 1 kg, tiếp tục giảm 2.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 38.000 đồng 1 ký cho đến 45.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An cùng giao dịch ở mức 38.000 đồng 1 kg, đồng loạt ghi nhận giảm 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Hà Tĩnh ghi nhận ở mức 40.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 5.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Quảng Bình bán với giá 45.000 đồng 1 kg, tiếp tục giảm 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Quảng Trị neo tại mức 44.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 45.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Quảng Nam và Quảng Ngãi cùng ghi nhận 44.000 đồng 1 kg, đồng loạt ghi nhận giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Bình Định và Khánh Hòa đồng loạt bán với giá 44.000 đồng 1 kg, cùng ghi nhận giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Lâm Đồng giao dịch ở mức 41.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Đắk Lắk và Ninh Thuận đồng loạt ghi nhận ở mức 43.000 đồng 1 kg, cùng ghi nhận giảm 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Bình Thuận bán với giá 43.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 41.000 đồng 1 ký cho đến 44.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 41.000 đồng 1 kg và cùng ghi nhận giảm 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Tây Ninh cùng ghi nhận ở mức 41.000 đồng 1 kg, đồng loạt ghi nhận giảm 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Vũng Tàu giao dịch ở mức 41.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Long An giữ mức giá 43.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp ghi nhận ở mức 43.000 đồng 1 kg. An Giang bán với giá 44.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long neo tại mức 44.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 41.000 đồng 1 kg. Kiên Giang giữ mức giá 43.000 đồng 1 kg. Hậu Giang ghi nhận ở mức 43.000 đồng 1 kg. Cà Mau bán với giá 42.000 đồng 1 kg. Tiền Giang neo tại mức 43.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 42.000 đồng 1 kg. Trà Vinh giữ mức giá 43.000 đồng 1 kg. Bến Tre ghi nhận ở mức 44.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng bán với giá 44.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay, tiếp tục ghi nhận thay đổi mạnh về giá so với ngày hôm qua.
cụ thể giá bán như sau. Thịt ba dọi bán với giá 130.000 đồng 1 kg, tiếp tục ghi nhận giảm 5.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Sườn non heo giao dịch ở mức 170.000 đồng 1 kg, sườn già heo 90.000 đồng 1 kg, thịt nạc vai 130.000 đồng 1 kg, đuôi heo 90.000 đồng 1 kg, mỡ heo 45.000 đồng 1 kg, nạc đùi heo giữ mức giá 110.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Giá Heo Hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật Giá Heo Hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!